xem nha. Hôm nay tiếp tục lên cây máy cày số 8 nữa nha các bạn. Cây máy cày Shibara 1643 gì nè các bạn ơi. Nó bắn nước lên quá trời nè các bạn. Đó đó thấy chưa. Ê. Quá dữ rồi. Quá trời nước rồi. Bỏ tay rồi. Rồi mấy cài ổng muốn mới mua chạy vui này luôn nha các bạn. Mua chạy trực chét đâu không các bạn ơi. Trực chét chứ làm đất nhà đó các bạn, chứ không làm cho người ta nha mọi người. Máy này mua 29-30 triệu vậy đó các bạn. Ây dở coi cái nước cái dằn vô không. Chạy dữ quá mà. Bắp khói luôn. Quá tài. Cái gì mà dữ vậy trời. Thôi nó chơi gà. Quá dữ. Ây da. Chữa đói nha. Thầy giấc chết quá. Ây. Cười quá các bạn. Chơi vòng tay lái vòng tay dở cái gì đó. Nắp lên luôn cái ác. Cái máy này nó thấp hơn gấp cả xíu các bạn ơi. Đó, bắn nước dài dài đây nữa rồi đó. Dữ lắm luôn các bạn ơi. Đây gì chứ đâu là xà nước theo cái đó. Chạy cái này nó không lóc máy các bạn. Vì nước nó bắn lên lóc máy nó lạnh hoài luôn, không có nóng luôn á. Chạy mùa này khỏe máy, khỏe nhiệt độ thôi, nhưng mà còn sức bường thì không khỏe nổi đâu. Chạy điện nặng máy đúng không bạn ơi. Ê rồi xuống à. Rồi đợi xíu máy chạy lên quay tiếp nha các bạn. Rồi chạy lên. Chạy lên nữa các bạn ơi. Bắn nước rồi đó. Ê thắt dở cái nắp lên nó đi. Quá trời. Nước kê. Quá trời cười. Trời ơi sao. Chết quá. Bỏ tay. Ôi. Quá trời ơi cay. Rồi đẩy xuống quá. Qua cái chỗ lưng nó đẩy xuống bạn ơi.
lắm chạy vậy. Tay lái người ta dở dở cái mui nó cái nắp lên. Còn còn bên này ba làm thì nó gọi nha các bạn, cười quá các bạn. Nó lại xuống rồi. Xuống luôn nữa. Rồi đây ta đang đặt lú các bạn. Chục này chắc chắc vài ngày nữa ông lên là làm thêm một tác nữa quá, tại chứ còn gốc cả quá trời các bạn ơi. Ồ. Cả còn ngóc cái chân đây nè. Này không tục mà tác nữa là thả phát cả đá luôn. Kìa có cái vỏ máy ta đang chạy nữa các bạn. Đâu rồi, nhanh dữ ta. Chạy đâu rồi. Ê. Đó, bắt đầu đi ra. Rồi máy đang chạy lên luôn các bạn ơi. Cười ra nước mắt luôn các bạn. Trời, che mất tiêu cái vỏ máy này nữa mẹ. Để mình lội qua bên đây thấy rõ hơn. Cái này ngồi với vỏ các bạn ơi. Gá hơi lung lung lắc. Chạy lên nè. Cái máy này chắc rồi vụ này đi luôn quá. Đầu lên là chuẩn bị lên tới khúc trên là chuẩn bị dỡ cái nắp lên là chơi tiếp các bạn. Cái khúc nào nước nó bắn lên dữ quá là phải dỡ cái nắp lên các bạn ơi. Rồi gần tới rồi, gần tới rồi. Đó. Chuẩn bị dỡ cái nắp lên đó nha mọi người. Biết có dỡ không nha. Không quá. Gần qua cua à. Nghĩ à. Mỏi tay quá chỉ có nổi à. Nghĩ à. Ơi ơi rồi dở đó. Gì cái gì vậy, quá quá rồi. Rồi ồ ồ mấy cài siêu lỗi nước luôn các bạn. Rồi đẩy xuống mỏi tay quá trời, chim miếng nó bu. Rồi clip nằm đây kết thúc luôn nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.